Kính thưa đại chúng, trong cái bài kinh Người biết sống một mình, Đức Thế Tôn đã rất từ bi, Ngài chỉ cho chúng ta thế nào là sống một mình. Sống một mình đây không phải là chui vào trong cái phòng, đóng cửa lại. Sống một mình không phải là leo lên núi, ngồi trên đỉnh núi á. Mà kính thưa đại chúng, ở đây trong bài kinh Người biết sống một mình, Đức Phật dạy này các chư tỳ khưu, người biết sống một mình tức là người biết thu thúc sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi xúc không thọ và không có thấy khả ái khả lạc, không có hoan hỷ trong cái xúc, không có phiền não, tức là không có thọ lạc, thọ khổ. Khi ta thâu thúc được sáu căn thì không có phiền não nào có thể chen vào được. Nó giống như cái áo giáp á, thì dẫu là ta có ở giữa chợ, ta cũng vẫn nhàm chán. Ta thấy sự hỗn tạp của chợ búa, cãi cọ, ta thấy nhàm chán, ta thâu thúc. Và vì như vậy ta có thể quay trở lại, sống trong nội tâm. Người biết sống một mình không phải là sống trong phòng, mà sống giữa tăng chúng, sống giữa hội chúng, sống chung với mọi người, mà không ai vua, không chạy theo người nào hết. Và khi có những sự khảo đảo, đó chính là cơ hội để cho ta thăng tiến. Học trò đi học thì nó cũng phải học trong lớp, nó không thể nào học một mình mà giỏi, mà nó cũng thể nào không thi mà nói rằng nó giỏi. Nó phải thi, phải không thưa chư vị? Học trò đi học thì nó hàng tuần nó đều phải làm bài tập, đều bị khảo, rớt lên rớt xuống, rồi cuối năm phải thi, thi rớt lên rớt xuống, nếu rớt thì ở lại. Đi tu cũng thế chứ, thưa chư vị. Chúng ta tu chung với mọi người, nhưng chúng ta phải biết sống một mình, quay trở lại trong nội tâm. Nương nhờ đám đông ta mới quay trở lại trong nội tâm được. Còn nếu ta ở trên núi á, thì ngoài trừ bậc thượng thừa, còn thường thường á, tâm nghĩ lung tung đủ mọi thứ á, ngồi đó mà nghĩ mình sắp sửa thành Phật, thành Thánh rồi, thành A-la-hán hết rồi, thì cũng như không. Phải không thưa chư vị? Chẳng biết lợi gì cả. Sống một mình không phải leo lên trên núi, ngoài trừ trường hợp quý vị là bậc thượng thủ à, tức là ít nhất cũng chứng được vào dòng thánh này thì mới dám leo lên núi. Thường thường những bậc chứng tứ đà hoàn, tứ đà hàm rồi, người ta đi lên núi để ta chứng A-la-hàm và A-la-hán, tức là xả hết đấy, thực hành cái pháp xả. Thế thôi. Người biết sống một mình, sống trong gia đình mà thâu liễm được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì đó là sống một mình, biết sống một mình. Nghe chồng cằn nhằn mà thấy thương ổng, tại vì ổng đang tạo nghiệp, cái khẩu nghiệp,
Cho nên sẽ tránh né, cố gắng không làm cho ông cằn nhằn. Cái tâm từ nó phát sinh. Nghe con cằn nhằn, nghe con khóc, thấy đó là cái nghiệp của nó, thương nó, không nỡ rầy la nó. Nhưng mà không phải không rầy la rồi, không biết cách giáo dục, tức là không có trí tuệ. Chồng cũng vậy, phải biết giáo dục chồng. Chồng nó uống rượu chè say sưa, ham vui chơi, ta cũng phải tìm cách khéo léo ta giáo dục để đưa cái người bạn quay trở về cái nẻo chánh. Còn có sẽ khổ, chắc chắn là quá khổ. Thế thì người biết sống một mình là người biết thâu thúc sáu căn. Và Đức Phật nói Apodipobhava, thâu thúc sáu căn để làm gì? Thưa chư vị, thâu thúc sáu căn để xem xét các cái pháp nó sanh diệt ở trong tâm. Cái pháp luôn luôn nó sanh, rồi luôn luôn nó diệt. Và nó sanh thì có hai trạng thái của tâm phát sinh. Ưa thích thì muốn thêm, khả ái khả lạc. Tại sao nó khả ái khả lạc? Tại vì nó phù hợp với cái định kiến của ta. Định kiến ta cho rằng như thế là khả ái. Ai khen ta, ta thích, đó là khả ái. Ta hoan hỷ là khả lạc. Có ái có lạc. Và thưa, có ái có lạc đều do định kiến. Mà định kiến ở đâu nó có đây thưa chư vị? Nó do năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Vì ta mê cho nên ta tưởng rằng sắc là có thật. Sắc có thật không quý vị? Ở đây ai cũng khả ái khả lạc, ai cũng đẹp hết phải không? Sư nói rồi đó, nếu đẹp thiệt như hột xoàn, tại sao không cởi hết quần áo ra đi ngoài đường á, cho người ta nhìn. Ta nhìn cái đẹp của mình, tại sao phải che? Tại mình biết nó dơ giấy. 32 thể trượt đờm rãi, phân nước tiểu máu mủ. Cái gì nó chưa đi toilet thôi, nó đi toilet rồi thúi hình à. Nhưng mà ai đụng tới cái thúi hình đó của mình á, thì mình nổi sung lên liền, nổi sân. Dẫu là bây giờ có tu mấy năm với sư Minh Tâm rồi, cũng nói con nghe lời sư con nhịn đó. Nhịn tức là ức chế tâm, đè nén tâm, rồi nhét nó vào trong cái thức á, để khi chết á, quay trở lại gặp cái người đã làm phiền mình. Như vậy có đáng không thưa chư vị? Đạo Phật đã từ bi hỷ xả, cuối cùng vẫn phải xả. Nếu quý vị không xả được, quý vị đang ký kết hợp đồng với cái nghiệp. Quý vị không ký kết hợp đồng với chồng, với vợ, với con đâu. Quý vị ký kết với cái nghiệp, ký hợp đồng mới với cái nghiệp, để rồi tiếp tục trôi lăn trong sanh tử luân hồi mãi mãi. Như vậy có phải là người có trí tuệ không thưa chư vị? Có quá phải không? Trí tuệ đầy mình phải không? Phải không thưa chư vị? Biết sống một mình là như vậy đấy. Là không phải ở trong phòng, không phải ở trong một cái cốc. Học trò đi học phải đi cùng lớp, vào lớp học, và phải thi. Phải không thưa chư vị? Không thi thì sao có bằng? Đi tu cũng vậy, phải ở trong hội chúng. Cư sĩ thì cũng phải tham gia các khóa tu. Mà tu sĩ thì phải ở trong hội chúng, phải để cho người ta cãi cọ, phải để cho người ta chỉ trích, và xem mình tu cỡ nào. Đó là thi đấy. Còn nếu mình không chịu nổi thì mình rớt, mình ở lại. Khi nào còn có khả ái khả lạc? Đức Phật ở trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình, Đức Phật nói rất rõ: sắc thinh hương vị xúc pháp, sáu cái món đó nó thâu nhiễm qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó sinh ra khi có xúc là có thọ, khả ái khả lạc, thích hoặc ghét. Hãy thích hoặc ghét thì dẫn tới khổ đau. Tại sao mình khả ái khả lạc ba cái tào lao đó? Tại mình vô minh, mình không có tu tập.
mình không có tu tập. Đức Phật dạy trong cái bài kinh Gò Mối á, khi có một con rắn nó chui vào trong cái gò mối, gò mối có 6 cái lỗ, bằng cách nào để bắt cái con rắn này thưa chư vị? Đức Phật dạy lấy đất sét á, bít 5 cái lỗ lại, chừa một cái lỗ thứ 6, rồi hun khói vào trong cái lỗ thứ 6 á, con rắn nó sẽ đi ra. Và chờ nó đi ra, cái thân nó đi ra, rồi hắn bắt ngay cổ đó, lấy cái chẳng ba đó, lấy cây chẳng ba chặn ngay cổ đó, bắt ngay cổ đó. 6 cái căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi phải đóng 5, chừa lại cái ý căn. Ý không đóng được, ta phải chừa nó. Cho nên ta luôn luôn canh chừng, canh chừng hễ nó đi ra, ta nắm đầu nó, thì cuối cùng nó, con rắn nó bị mất. Rắn độc á, rắn độc tham sân si á, nó chui vào 5 căn, nó ra cái ý căn. Ta phải thâu nhiếp 5 căn. Thâu nhiếp đây không phải là nhắm mắt ngồi phì phà phì phò. Hằng ngày quý vị đều nhắm mắt đâu mà quý vị có loại được là tham sân si đâu. Trong bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Phật nói khi đi ta biết ta đi. Tại sao chú ý vào cái đi? Tại vì chú ý vào hơi thở, chú ý vào cái đi, thì ta sẽ thấy ý căn nó xuất hiện. Tại vì ngay cái lúc ta chú ý vào hơi thở thì mắt tai mũi lưỡi đều đóng lại, ta chỉ chú tâm vào hơi thở thôi. Mà khi ta chú tâm vào hơi thở thì ý gì nó sanh ra ta biết liền. Ý tham, ý sân, ý si, ý quá khứ, ý tương lai, ý hiện tại, đủ 108 ý nó nhảy ra, ta nhận biết hết. Tức là con rắn nó đã ra, ta biết ta bắt nó. Cho nên đi đứng nằm ngồi ta đều phải quan sát. Đi đứng nằm ngồi ta phải đều quan sát. Khả ái khả lạc phát sinh, tức là có thọ, mà hãy có thọ thì có ái, hãy có ái thì có năm uẩn, tiếp tục tái sinh. Cho nên tu mà như không tu chẳng có ích lợi gì cả. Gõ mõ tụng kinh rồi hàng ngày ngồi thở phì phà phì phò, được cái gì không quý vị? Tham sân si còn y nguyên, còn chấp thủ rằng tôi là cái này, tôi là cái kia, tôi có chồng, tôi có vợ, tôi không đi tu được. Chờ đấy, khi chui vào hòm rồi, cái gì nó trả lời quý vị nhé? Chỉ có cái nghiệp theo ta tới chân trời góc biển. Quý vị khởi lên một ý là quý vị ký kết cái hợp đồng mới với cái nghiệp. Ý nghiệp á, quan trọng lắm quý vị. Khởi lên một ý, ý thiện đi theo ngã thiện, ý bất thiện đi theo ngã bất thiện. Phải khởi lên một ý là chúng ta ký cái hợp đồng với cái nghiệp để tiếp tục tái sanh đi theo nghiệp. Nếu ý bất thiện nó sẽ đi theo ngã bất thiện. Cho nên á, hằng ngày đi đứng nằm ngồi ta phải thâu thúc 5 căn, đó là người biết sống một mình. Quản lý cái ý căn không để cho nó sanh, đó là người biết sống một mình. Các tu sĩ tu trong hội chúng thấy có bạn mình nó mắng mình, nó rầy ra mình phải cảm ơn nó. Đó là người biết tu, người biết sống một mình. Ai cầm ra mình, quý vị nhớ ông sư nói có một câu thần chú á. Câu thứ nhất, con sai rồi. Thứ nhì, con xin lỗi. Thứ ba, con hứa con không có làm nữa, không phạm nữa. Nói với chồng, em sai rồi, em xin lỗi anh, em xin lỗi chồng, em hứa em không có sửa, em sửa sửa em không có làm nữa. Nói bằng cái tâm thật sự, chứ không phải nói cái miệng. Đó là tu đấy.
Người tu sĩ ở trong chùa cũng vậy. Ai cầm ràm mình cái gì? Ồ, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi chị. Tôi hứa tôi sẽ sửa chữa. Thì đó là người tu. Tu là sửa mà. Sửa cái gì? Sửa cái ý. Không để cho ý nó sanh. Thì đó là người biết sống một mình. Người biết sống một mình, ngoại trừ các bậc thượng thủ, các bậc A-la-hán thì các ngài lên trên núi các ngài ở rồi. Còn quý vị chỉ là phàm thôi. Tham sân si phiền não giận hờn đủ các thứ. Mà nếu không đi học, vào lớp học như học trò, không ngồi thi, khảo sát, thì làm sao đậu? Nghĩ rằng là mình về nhà, rồi ở trong nhà có cái phòng, mình ngồi đó, ý nó sanh khởi hàng triệu cái trong một giây, thì tiếp tục sanh tử luân hồi. Tới bữa cơm, nhìn thấy cơm là khả ái khả lạc, tức là còn quý cái thân, không phải quý cái cơm đâu, mà quý cái thân. Thân nó chịu những sự cảm xúc dục lạc để nó tiếp tục tái sanh. Câu hỏi là để tái sanh chỉ vì cái ăn, cái ngủ, cái cảm xúc dục lạc, thích được an nhàn, thích được người ta khen, không thích người ta chê, vì những cảm xúc như vậy để tiếp tục đi tái sanh trong vô lượng kiếp nữa, thì kính thưa chư vị, có đáng không? Nếu đáng thì cứ tiếp tục chơi. Phật còn không cản được mà. Phật không giải nghiệp chúng sanh được. Đấy. Thế tùy quý vị. Người biết sống một mình là giữa đám đông, giữa gia đình, đều thâu thúc năm căn, mắt tai mũi lưỡi thân. Đi tôi biết tôi đi, đứng tôi biết tôi đứng, quan sát cái thân này, sử dụng nó như thế nào. Sử dụng có đúng pháp không? Tay giơ lên có đúng chưa? Mắt nhìn có đúng không? Mắt nhìn cái chỗ tào lao á, rồi nói tại sao con bị phiền não? Cái chỗ đáng nhìn không nhìn, nhìn cái chỗ không đáng nhìn, phải không quý vị? Nhìn cái chỗ không đáng nhìn. Nhưng mà ở đời á, nó khó lắm. Có người ta thích nhìn cái chỗ không đáng nhìn không à? Phải không quý vị? Nam cũng như nữ thì nói thiệt đi. Ưa thích nhìn cái chỗ không đáng nhìn, những cái chỗ nhòm tởm, mà lại thích nhìn để rồi tái sanh. Còn những chỗ đáng nhìn như là chỗ Phật đây nè, không ai nhìn hết ạ. Người biết sống một mình là người biết thâu thúc năm căn. Muốn thâu thúc năm căn phải luôn luôn quan sát cái thân hành của mình, thân hành niệm, thân hành nghiệp. Đi ta biết đi, nhấc chân lên biết nhấc chân lên, biết rất rõ, biết nhân quả. Khi mắt nhìn biết nhân quả, sợ hãi, tàm quý, sám hối. Nếu nhìn sai, nói sai, nghe sai, ngửi sai, thâu thúc năm căn. Cái thân này chỉ là cảm xúc dục lạc thôi, chẳng có cái gì cả. Lúc mới đẻ ra 3 kg, bây giờ 50-60 kg, nó toàn là cảm xúc dục lạc không ấy chứ. Chết rồi mai mốt thiêu nó chỉ còn cái nhúm tro, còn lại những cảm xúc dục lạc đưa xuống Gandhara để đi tái sanh. Ưa thích thân nam, kiếp sau sanh làm nam. Ưa thích thân nữ, kiếp sau sanh làm nữ. Ưa thích ăn ngon, kiếp sau thành heo. Ưa thích chạy nhảy, kiếp sau thành ngựa. Ưa thích châm chọc, kiếp sau thành bọ cạp. Nhân quả rõ ràng lắm thôi chứ vậy. Nhưng người biết sống một mình, tức là người sống trong hội chúng mà không chạy theo hội chúng, biết thâu thúc mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì đó là người biết sống một mình. Người biết sống một mình, ngoại trừ các chư Phật,
chư thánh chứng A-la-hán, các ngài mới sống một mình. Còn các bậc như Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, các ngài cũng vẫn phải sống trong hội chúng để chịu khảo đảo, để tiến bộ bằng cách đóng năm căn, để bắt cái ý căn, bắt cho bằng được cái ý căn. Khi nào đoạn trừ được ý căn, ý không sanh không diệt nữa, thì lúc bây giờ chứng A-la-hàm. Ý còn sanh còn diệt là còn sanh, còn sanh thì còn chưa tới A-la-hàm. A-la-hàm là phải diệt được cái sanh. Ta muốn sanh tử, ta muốn giải thoát, tự ta quyết định. Phật không giúp được, Phật chỉ đường. Nhưng mà nhiều lần sư nhắc quý vị rồi đó, Phật cho gạo, sư cũng cho gạo. Nhưng nếu quý vị không chịu nghe lời nấu nướng ăn, mà quý vị cứ để gạo sống ăn thì đau bụng ráng chịu.